Một mình anh lang thang trên phố nhớ mùa mưa qua. Còn mình anh cô đơn nỗi nhớ những chiều mưa buồn. Anh nhớ em mùa thu đầy nắng, anh nhớ em từng đêm mưa trắng lòng anh. Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn chơi một ca khúc khá lâu rồi, một ca khúc nhạc trẻ cũ, đó là ca khúc Miền Cát Trắng. Với ca khúc này tôi sẽ dẫn các bạn chơi trên cái tông la thứ không lô thôi nhỉ, nhằng chúng ta đi thẳng luôn vấn đề. Tuy nhiên các bạn đừng tiếc một like và hãy chia sẻ video clip cho mọi người cùng biết. Trước tiên sẽ là câu intro. Ok, câu intro đầu tiên bài này chúng ta sẽ chơi như sau. Các bạn gửi này, các bạn bấm vào la thứ, các bạn bấm vào la thứ, ta gửi dây số 3, ta có nốt la, ta đánh đồng thời nốt la dây số 3 và nốt bát la dây số 5 cùng một lúc. Đó, sau đó ta nhả cái dây số 2 ta gảy này, si đô. Cái dây số 2 ta bấm la thứ, cái này bấm và ta gảy là nốt đô các bạn nhé. Ta nhả ra là nốt si này, si đô, si đô, si đô. Đó, thì là cái dây số 2 đó, si đô, la, si đô, la, la xong rồi bắt đầu, si đô. Nhớ là la đánh đồng thời nốt la dây số 3 và nốt bát la dây số 5 cùng một lúc. La này, sau đó si đô, đó, la, si đô, sau đó và. Và này là chúng ta cái động, chúng ta sẽ có cái động tác giữ nhịp như này này. Và là chúng ta gảy dây số 3. Còn chát là chúng ta kéo đồng thời hai dây 1 và 2. Và chát, và chát. Thì tôi có đọc chát thì các bạn hiểu là chúng ta kéo đồng thời hai dây 1 2. Còn và là chúng ta gảy dây số 3. Cái động tác và để chúng ta giữ nhịp với các bạn nhé. Đó. La si đô và và. Các bạn nếu không gảy được động tác và thì các bạn dừng lại đúng một nửa phách như thế. La si đô. Đó. La si đô và sau đó si, si là dây buông nhé, các bạn dùng một ngón, các bạn chuyển một ngón lên, các bạn bấm vào cái dây số 6 ngàn ba dây 6 nó bát son này, các bạn gảy đồng thời nốt si dây số 2 và nốt bát son dây số 6 cùng một lúc, chỉ một ngón duy nhất thôi, các bạn bấm vào đây. Si sau đó là si, si rồi nhé. Si xong thì các bạn cứ giữ nguyên cái ngón bấm vào dây 6 để cho âm thanh nó vang, các bạn gảy xong các bạn nhả ra là nó cụt âm nữa. Sau đó là si này, là si, là si. Đó. Trong khi chúng ta gảy là si thì ngón này chúng ta vẫn bấm vào đây. Đó. Là si, là dây 3, si là dây 2. Đó. Là si, đó. Si, là si, đó. Si, là si. Son, mi. Son là dây buông số 3 các bạn nhé, cùng mi ra đây. Đó. Si, là si, son, mi. Thì khi chúng ta gảy nốt mi này, nốt mi là dây 4 này, thì chúng ta bấm thêm ngón trỏ vào cái ngăn 1 của dây 2. Chúng ta và chát, tức là cái và chát này là bản chất là vào âm đô trưởng ấy, chúng ta bấm hai ngón như này, chúng ta bấm thêm một ngón nữa vào đây thì thành âm đô trưởng. Cái dây số 5 chúng ta không bấm đến, không đánh đến, chúng ta không cần bấm, chúng ta nhả ra còn hai ngón là một ngón bấm đây nó mi và ngón bấm đây. Đó, ngăn một dây hai nó đô. Chúng ta và á, mi và chát, sau đó chúng ta lại là và chát, chúng ta bấm thêm một ngón nữa thành âm la thứ, chúng ta đánh là và chát đó. Mi và chát và là và chát, đó. Mi và chát xong rồi chúng ta lại và là và chát, thì là và chát chúng ta phải bấm thêm ngón vào để thành hợp la thứ các bạn nhé. Cái ngón này chúng ta đang để không thì chúng ta bấm thêm vào cái ngăn 2 của dây 3 để chúng ta thành hợp la thứ. Đó, chúng ta có này, si la đấy, si la si, son mi và chát và là và chát. Chăm từng câu đi các bạn nhé. La si đô và si la si, son mi và chát và la và chát. La si đô và si la si, son mi và chát và la và chát. Đó, chúng ta cùng chuyển sang câu kế tiếp. Câu kế tiếp sẽ như sau.
các bạn nó y như câu trước này, cũng là vẫn là la si đô và y như vậy. À, chúng ta không cần phải tập lại các bạn nhé. La si đô và si là si, cũng là si như vậy, y như câu trước. Nhưng mà nó chỉ khác cái câu cuối này, son la. Nó dễ thôi, cái câu này thì câu 2 dễ hơn câu 1. Nó chỉ khác mỗi câu cuối là son la. Son la. À, son thì chúng ta dây buông số 3, còn la là chúng ta bấm nhanh tay vào âm la thứ. Chúng ta gảy đồng thời nốt la dây số 3 và nốt bát la dây số 5 cùng một lúc. Cho chúng ta và chát. Chúng ta tưởng tượng về phách, về bản chất của phách là và chát. Tức là khi chúng ta gảy nốt la này, son la 2 3 đó. Son la 2 3 thì chúng ta cái 2 3 này chúng ta đếm bằng cái và chát, mục đích là chúng ta giữ nhịp động tác như thế nào không quan trọng. Nhưng mà tôi thống nhất với các bạn về cái động tác giữ nhịp của chúng ta và chát cho nó dễ. Và chát. Cứ mỗi lần và chát là một phách, chúng ta hai lần và chát chúng ta nghỉ hai phách đó. 2 3 đó. Và chát đó. La si đô và si la si. Son la và chát. Đó thì ta đánh cả câu 1 và câu 2 này, thực ra câu 1 và câu 2 nó rất là giống nhau, nó chỉ khác nhau mỗi cái đoạn cuối chút xíu thôi các bạn nhé. Nó đánh cả hai câu này. Tôi vừa đọc vừa đánh để các bạn dễ tưởng tượng này. La si đô và si la si, son mi và chát và la và chát. La si đô và si la si, son la và chát đó, lại và không đọc đấy các bạn quan sát kỹ nhé. Sau đó ta sang cái câu kế tiếp này. Đó thì các bạn gảy đây nhé. Các bạn dùng ba một ngón, các bạn chặn 3 giây các bạn nhé. Ngón trỏ các bạn chặn tại ngăn số 5, 3 giây 1 2 3. Các bạn gảy giây số 1 là nốt la nhé. La, sau đó các bạn cứ để nguyên như vậy, các bạn kéo. La, các bạn kéo lên đây. Ngăn số 5 các bạn kéo lên ngăn số 10. Các bạn lại gảy dây 1 là nốt rê. La rê là ngăn 5, rê là ngăn 10. La rê. À, khi gảy nốt rê này thì các bạn đánh đồng thời nốt rê dây số 1 và nốt bát rê dây số 4 cùng một lúc. Và chát à, hai cái và chát tức là cách giữ nhịp mà tôi hướng dẫn các bạn khi nãy đó. La rê 2 3 thì chúng ta và chát à. La rê và chát à, cái này thì khá dễ nhé. Sau đó câu tiếp theo, đánh đoạn tiếp theo này, rê rê mi, chúng ta cứ để bên tay như này, chúng ta gảy dây số 1 là rê, rồi chúng ta lại bấm một ngón à, ngón út hoặc ngón áp út, chúng ta bấm vào ngăn 12 là mi đó. Rê rê mi rê à, rê rê mi rê là, cứ kéo tay về đây là, sau đó dùng ngón út bấm vào ngăn 8 là đô đó. Rê rê mi rê la đô. Thì khi gảy cái nốt đô này à, các bạn đánh đồng thời nốt đô dây số 1 và nốt bát la dây số 5 cùng một lúc. Đó. Rê rê mi rê la đô. Sau đó và chát và chát và chát. Lần này chúng ta ba cái và chát, tức là rê rê mi rê la đô 2 3 4. Chúng ta nghỉ ba phách như thế thì chúng ta ba và chát ba lần các bạn nhé. Và chát và chát. Khi mà các bạn nhuyễn cái ba cái phách này, các bạn không đánh và chát mà các bạn có thể móc dây như thế này tùy, nhưng mà chúng ta phải vững nhịp phách để chúng ta mới làm được. Nhưng các bạn cứ đánh và chát để cho nó dễ cầm nhịp, ta có này. La rê và chát rê rê mi rê la đô và chát
chát. Đó, sau đó chúng ta sang cái câu kế tiếp này. Đó thì cái thế tay trước chúng ta đang bấm như này, chúng ta chuyển luôn lên cái hợp si giáng trưởng như thế này. Đó, si giáng trưởng thì đây ngón chặn đây rất dễ, cái hợp âm này khá dễ bấm các bạn nhé. Ngón chặn đây ngăn 6 này, rồi các bạn bấm thêm một ngón nữa vào đây, ngăn 7 của dây 3. Đó, chúng ta bấm như thế này là được. Đó, một ngón chặn đây ngăn 6, ngón đây ngăn 7 dây 3. Các bạn nào bấm đầy đủ thì chúng ta bấm thêm một ngón đây là ngăn 8 dây 5, một ngón đây ngăn 8 dây 4 thành hợp âm si giáng trưởng. Các bạn bấm đầy đủ được thì tốt, nó thành thói quen. Các bạn không bấm được thì bạn chỉ một ngón bấm và một ngón bấm ngăn 6 và ngón chặn ngăn 6 và ngón bấm ngăn 3 dây 7 là được. Thì khi các bạn chặn như này các bạn gẩy dây số 1 ta có nốt si giáng. Đánh đồng thời nốt bát si giáng. Tôi tạm thời tôi đọc tắt là nốt si đấy nhé. Bát si ở dây số 1 và bát si dây số 6 và nốt si dây số 1, nó si giáng này. Ở dây số 1 và bát si giáng ở dây số 6. Si si và chát. Si và chát. Các bạn nếu không bấm được thì các bạn một ngón chặn và một ngón bấm này. Si và chát. Đó. Si và chát. Sau đó này. Đô. Chúng ta cứ giữ nguyên thế tay như này, chúng ta bấm một ngón vào ngăn 8 dây 1 là đố này. Đố, đó, đố. Đố nhé. Sau đó lại tiếp tục. Si. Đố này, si la. Đó, đố nhé. Si dáng này. Đố là ngăn 8, si dáng là ngăn 6, la là ngăn 5. Ta chặn đồng thời 3 dây 1 và 2 3 tại ngăn 5. Ta đánh đồng thời nốt la dây số 1 và nốt bát la dây số 5 cùng một lúc. La và chát, đó. Si và chát, đố. Si, la và chát. Sau đó, son. La đây ta lùi về một bước là son thăng. Đó, lùi về một ngăn là son thăng. Đó. Ngăn 1 là nó son thăng, dây 1 ta lùi về một ngăn, ta gãy dây 1 là son thăng. Son, mi. Mi là buông ra, dễ rồi. Son, mi. Đánh đồng thời nó mi dây số 1 và nốt bát mi dây số 6 cùng một lúc. Ta có cả câu này này. Si và chát, đô, si, la và chát, son, mi. Đó. Si, si và chát, đô, si, la và chát, son, mi. Đó, sau đó ta sang cái câu intro cuối cùng. Câu intro cuối cùng sẽ như sau. Đây, chúng ta gảy này. Mi. Si. Mi là dây bung số 1. Còn si đố là ngăn 8. Si đố. Si là ngăn 7. Đố là ngăn 8. Còn la là ngăn 5. Đó. Si đố la và la thì chúng ta cứ luôn luôn, các bạn gảy nốt la đây, các bạn luôn luôn chặn nhé. Tại cái ngăn số 5, 3 dây 1, 2, 3, các bạn gảy đồng thời nốt la ở dây số 1 và nốt bát la dây số 5 cùng một lúc. Đó. Mi, si, đô, la, và. Sau đó, la, si, đô, si. La, si, đô, si. Các bạn quá quen thuộc với những nốt này rồi. La, si, đô, si. Đô là ngăn 8, còn si là ngăn 7 đấy. Đánh đồng thời nốt si ở dây số 1 và nốt bát mi dây số 6 cùng một lúc. Đó. La si đô si. Đó. La si đô si và sau đó son la si đô, son la si la nhé. Son này, chúng ta dùng ngón út chúng ta bấm ngăn 8 của dây 2 là nó son các bạn nhé. Son la si la. Đó. Son này. Son là ngăn 8 dây 2 các bạn nhé. Son này. La si la các bạn quá quen thuộc nãy giờ. La này là ngăn 5, si là ngăn 7. La si la. Đánh đồng thời nó là dây số 1 nó bắt là dây số 5 cùng một lúc, sau đó các bạn và chát. Đó. Son la si la và chát. Sau đó kéo về. Son mi, son thăng mi nữa, tôi hướng dẫn các bạn khi nãy rồi. Son mi, đánh đồng thời nó mi dây số 1 và nó bắt mi dây số 6 cùng một lúc. Đó. Thì ta có cái câu này sẽ như này nhé. Mi si đô la và la si đô si và son la si la và chát
son mi. Sau khi son mi xong, chúng ta và chát và chát và chát và chát. Cái chát cuối cùng là chúng ta đặt vào mi 7, chúng ta kéo xuống để chuẩn bị chúng ta vào hát đấy. Và chát và chát. Đánh nhanh lên vào hát để các bạn dễ tưởng tượng này. Một mình anh lang thang trên phố nhớ mùa mưa qua. Đó, chúng ta cùng đi vào phần đệm hát cụ thể này. Thì với cái bài này chúng ta đệm hát, chúng ta nó là nhịp 4/4 các bạn nhé, nhịp 4/4 chơi điệu ballad, nhưng mà do là các câu hát là luôn luôn là nó cứ xuyên suốt bài nó cắt đôi nhịp, tức là mỗi một nhịp nó có 4 phách. Mỗi một nhịp có 4 phách thì chúng ta phải chơi ballad 4/4 rồi. Nhưng mà nó cắt đôi nhịp và mỗi một nhịp thì lại chia cho hai hợp âm, mỗi hợp âm có 2 phách thôi, chúng ta thành ballad 2/4, cho nên chúng ta đánh cái kiểu ballad của 2/4. Ballad 2/4 thì dễ thôi. Bùm và chát và bùm và chát và bùm và chát và bùm và chát và bùm và chát. Chúng ta cứ như thế, chúng ta chuyển hợp âm thôi. Bùm vài hợp âm rất đơn giản, chúng ta đánh như la thứ, các bạn biết rồi, rê thứ. Bát ở dây 4. Son trưởng, bát dây 6. Đô trưởng. Tất cả các bạn biết rồi, các son trưởng ngón bấm dây 6, ngón bấm dây 5, ngón bấm dây 1 này. Đô trưởng các bạn biết rồi, bát chủ dây 5. Chỉ nhiêu đây hợp âm thôi, và cái mi thứ. Đó. Các bạn thêm một cái hợp âm nữa, hợp âm pha trưởng. Đó, hợp âm pha trưởng thì hơi khó bấm một chút. Thì trong quá trình đệm hát ấy, thì chỗ nào mà có cái hợp âm pha trưởng mà bạn nào không bấm được thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn bấm cái hợp âm khác thay thế. Đến đâu tôi sẽ nói đến đó. Thì chúng ta hát này. Từng câu một này. Một mình anh lang thang trên phố. Bắt đầu đến chữ anh chúng ta đánh nhé. Một mình anh lang thang trên phố nhớ mùa mưa qua. Thì nhớ mùa mưa qua thì sau khi đến chữ qua tôi đặt một hợp âm la thứ nữa, tức là chúng ta đánh một lần la thứ nữa, tức là ở đây nó có 2 phách xong lại 2 phách nữa. Các bạn cứ đánh theo mẫu là được. Về bản chất là nó làm sao để cho nó đủ 4 phách. Đó. Một mình anh lang thang trên phố nhớ mùa mưa qua. Còn mình anh cô đơn nỗi nhớ những chiều mưa buồn. Thì riêng cái câu số 2 này, câu hát số 2 nó có hai vấn đề ta lưu ý. Lưu ý thứ nhất là cái hợp âm pha trưởng. Tôi đặt đây, bạn nào không bấm được pha trưởng thì chúng ta bấm rê thứ, bấm la thứ các bạn nhé. Không bấm pha trưởng chúng ta bấm la thứ. Đó. Và cái thứ hai là cuối câu đó, chiều mưa buồn, chiều mưa là đô trưởng. Thì sau khi mưa buồn xong chúng ta lại quay về la thứ. Đó, chiều mưa buồn. Đó thì câu này nó sẽ như thế này này. Còn mình anh cô đơn nỗi nhớ những chiều mưa buồn. Các bạn có thể đánh nó bằng hợp âm, cái hợp âm pha trưởng, nếu không đánh thì chúng ta đánh không bấm được, chúng ta đánh bằng la thứ này. Còn mình anh cô đơn nỗi nhớ những chiều mưa buồn. Đánh cả lại câu này các bạn nhé. Một mình anh lang thang trên phố nhớ mùa mưa qua. Còn mình anh cô đơn nỗi nhớ những chiều mưa buồn. Anh nhớ em mùa thu đầy nắng. Anh nhớ em từng đêm mưa trắng lòng anh. Người ta hát xong câu này thì ta lót câu intro số 2 đấy các bạn nhé. Câu intro số 2 các bạn tập, các bạn quá quen rồi. La si đô và si la si son la. Đó, sau đó chúng ta hát tiếp đây. Tôi đánh lại và vừa đánh vừa lót câu xong chúng ta chuyển câu tiếp theo rồi. Anh nhớ em mùa thu đầy nắng. Anh nhớ em từng đêm mưa trắng lòng anh. Đừng vội quên bao nhiêu yêu dấu tháng ngày bên nhau. Từng nụ hôn ta trao khi đó biết giờ nơi nào. Thôi nhé em
tình trôi vào dĩ vãng, anh vẫn đi về nơi cát trắng mình anh. Đừng vội xa em ơi, khi tình yêu không còn. Thì cái đoạn điệp khúc này chúng ta sẽ quạt trả ballad các bạn nhé, quạt theo cái kiểu của nhịp 2-4. Thì các bạn có thể có những bạn biết quạt rồi, có những bạn chưa biết quạt, thì các bạn nào chưa biết quạt chúng ta tưởng tượng này, chúng ta tập cái giai đoạn đầu chúng ta chỉ có bùm, chúng ta đếm hai phách này, 1 2 1 2, bùm chát chát là chúng ta như thế này này, bùm là chúng ta đánh tường chủ là ngón cái này, bùm chát bùm chát bùm chát bùm chát bùm chát bùm chát. Đó, chúng ta làm cái giai đoạn một như thế để chúng ta cầm, chúng ta giữ nhịp. Ở cuối clip tôi sẽ nói về cụ thể hơn về cái vấn đề quạt sao cho nó được. À, chúng ta đánh được cái hợp âm đó để các bạn dễ tưởng tượng này. Đừng vội xa em ơi, khi tình yêu luôn còn, một mình anh lang thang nghe tháng năm qua bên đời. Hãy giữ lấy từng nụ hôn khi xưa, và hãy giữ lấy những tháng năm bên người. Người yêu ơi, giờ chia xa mãi mãi. Mãi mãi là đô trưởng xong, chuyển sang mi 7. Đó, mi 7 các bạn cố gắng bấm 4 ngón nhé. Đây, mi thứ đây. Thì chúng ta bấm thêm một ngón trỏ bằng ngăn 1 dây 3 là mi trưởng, bấm thêm ngón út vào ngăn 3 của dây 2 là thành mi 7. Mãi mãi là đô trưởng xong, chúng ta chuyển sang mi 7. Đó, giờ chia xa mãi mãi. Ta mình chia tay nhau khi tình yêu không còn, giọt tình rơi bên hiên ôm lấy con tim hiu phiền. Hãy xóa hết từng bàn chân em qua, đừng có nuối tiếc những giấc mơ qua rồi. Mình anh lang thang miền cát trắng mình ai. Đó là chúng ta tập bùm chát như thế là chúng ta đánh được hết bài. Thế để quạt cái điệu này chuẩn chỉ thì chúng ta phải quạt xẻo tay đây. Đó, thà mình chia tay nhau khi tình yêu không còn, giọt tình rơi bên hiên ôm lấy con tim ưu phiền. Vậy thì bạn nào chưa thể quạt được thì chúng ta hãy click vào cái video clip hiển thị trên màn hình. Nên tôi đã hướng dẫn các bạn khá kỹ về cái quạt trả ballad slow sập nhịp 2-4 này các bạn nhé. Tôi hướng dẫn kỹ từng, chúng ta dậm nhịp từng phách từng động tác một. Các bạn phải click vào đó, các bạn xem riêng một clip thì các bạn mới có thể quạt được. Xin chúc các bạn thành công.